Trong những năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã và đang từng bước khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện vào sự phát triển không ngừng của EVN-NPC nói riêng và EVN nói chung, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn đánh dấu nhiều khó khăn thử thách, nhưng cũng là giai đoạn Đảng bộ EVN-NPC thể hiện mạnh mẽ nhất vai trò tiên phong của mình với những quyết tâm và sự nhất trí cao trong đội ngũ lãnh đạo đến toàn thể Đảng bộ, nhất là tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tất cả các đảng viên. Điều này thể hiện qua nhiều con số ấn tượng như tốc độ tăng trưởng điện khu vực miền Bắc giai đoạn 2015-2020 đạt từ 9,1% đến 14% một năm, dẫn đầu cả nước. Đối với điện thương phẩm đầu nhiệm kỳ 2015 thực hiện gần 44,8 triệu kWh, đến cuối nhiệm kỳ thực hiện trên 70 triệu kWh, tăng 56,6% so với đầu nhiệm kỳ đại hội. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ EVN-NPC đặt mục tiêu quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức đảng, tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 7,79%, hàng năm phấn đấu 98% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.